Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị nghe bài đọc Đức tin Gia tài của cha. Ở một thị trấn nọ có bốn cha con sống dựa vào nhau. Sau khi người mẹ mất sớm nên cha già chịu cảnh gà trống nuôi con. Gia đình họ sống đạm bạc, của ăn của để nào có gì. Thế nhưng mỗi khi gặt xong, ông đều mang bao lúa mì tới những hộ mất mùa hay giúp đỡ ai đó lúc họ cần. Mỗi lúc có con gà ngon, đôi khi ông cũng lại lấy đi cái cánh hay phần liền cho nhà nào đó. Điều này khiến cho những người con cảm thấy rất khó chịu. Nhiều lần các con đã họp nhau lại rồi thưa chuyện với cha mình: cha cứ đem cho như thế, nhà mình thì chả có của cải gì, làm sao chúng ta giàu được? Cha không nghĩ cho con mình trước tiên à? Người cha khi ấy chỉ mỉm cười xoa đầu các con và nói: yên tâm, cha đã có của để dành rất nhiều cho các con. Mấy người con nghe vậy rất tò mò, để ý xem cha có gì cho mình. Nhưng mãi mà chưa thể tìm ra được gia tài mà cha dành dụng cho họ. Vì thế họ ngày càng tỏ ra bất mãn với cha của mình, thể hiện rõ thái độ khiến ông buồn lòng. Nhưng người cha vẫn cứ như vậy, nên cả ba người con trai sau khi trưởng thành đều lần lượt rời bỏ cha mình mà tự kiếm ăn ở bên ngoài. Một ngày nọ họ nhận được tin báo cho mình rằng cha đang hấp hối. Cũng đúng vào lúc nạn đói hoành hành trong việc kiếm ăn để có thể đủ ăn hàng ngày, nên ba chàng trai không hẹn mà đều cùng về nhà để nhìn mặt cha lần cuối. Ngồi bên đầu giường, ba anh em thấy ánh mắt rạng rỡ của ông khi được gặp ba đứa con yêu quý của mình. Người anh cả khi ấy chỉ nghĩ đến gia tài cha để lại, bèn buộc miệng hỏi: trước khi cha mất, cha hãy chia đều tài sản để lại cho chúng con cha nhé. Anh hai nghe xong cũng vội vàng hưởng ứng. Em út gật đầu tỏ ý đồng tình. Người cha không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn ba đứa con trai mà ông rất mực yêu quý và lâu lắm rồi mới được gặp lại chúng. Ông nói nhỏ: gia tài này không phải chia, các con sẽ được thưởng như nhau thôi. Hãy cố gắng yêu thương nhau nhé và quan tâm đến người xung quanh. Các con sẽ có thêm nhiều của cải hơn nữa, của cha để dành lại cho các con tiêu cả đời này còn không hết. Các con cứ yên tâm. Nói xong thì ông trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi. Ba người con trai nghe xong, nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc cha đã để lại gì cho mình. Họ chia nhau tìm kiếm khắp nhà, nhưng căn nhà trống không, ngoài mấy bộ quần áo cũ của ông và chút lương thực còn lại. Họ thấy rất khó chịu bảo nhau: không biết lấy gì mà lo mai táng cho cha đây, nói gì đến gia tài. Ngay sau khi biết tin ông đã qua đời, hàng xóm láng giềng đã kéo tới thăm hỏi và tỏ ý muốn giúp ba anh con trai tổ chức tang lễ cho ông. Không ai bảo ai, họ đều quyên tiền để làm cái tang tử tế cho ông lão, điều hiếm thấy trong cảnh mùa màng thất bát như bây giờ. Ba người con chưa hết ngạc nhiên vì cái tang lễ rất đàng hoàng của cha mình, thì họ lại nhận được lời mời làm việc cho một số thương gia trong thị trấn. Nhà của họ cũng được bác thợ mộc ngỏ ý sẽ giúp sửa sang. Tất cả chỉ như một giấc mơ khó tin. Đến khi hỏi ra họ mới biết, toàn bộ những người đang nhiệt tình giúp đỡ đều ít nhiều hàm ơn của người cha già của họ đã khuất núi. Lúc còn sống, ông ấy tuy chẳng khá giả gì, vẫn chút đồ ăn hay tiền bạc giúp đỡ chúng tôi khi chúng tôi đau ốm. Chúng tôi muốn báo đáp nhưng ông ấy luôn từ chối, chỉ dặn lại là hãy dành mọi sự đó cho ba đứa con của ông. Bởi vậy mà những gì chúng tôi định mang biếu ông cụ, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cho các anh. Giúp được gì chúng tôi sẽ giúp hết mình. Mọi người dân trong làng vui vẻ làm việc với ba anh con trai. Đến lúc ấy, ba người mới hiểu rằng
Gia tài mà cha già để lại cho họ thật to lớn, không chỉ giúp họ có cuộc sống ấm no đầy tình yêu thương nơi quê nhà, mà còn tích đức để hưởng phúc sau này. Thưa quý vị, nếu phải lựa chọn, quý vị sẽ chọn gia tài nào? Thánh Kinh suy gẫm, chính Đức Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta là con cái, thì chúng ta cũng là những người thừa kế. Một mặt chúng ta là những người thừa kế của Đức Chúa Trời, còn một mặt khác chúng ta là những người đồng thừa kế với Đấng Cứu Thế. Miễn là chúng ta cùng chịu khổ với Ngài để cùng được vinh hiển với Ngài. Roma đoạn 8 câu 16-17 đã chép như vậy. Chúa yêu thương bạn. Amen.